kính chào quý vị và bà con. Hôm nay Thu Hoa trở lại và sẽ giải đáp những thắc mắc của bà con về tất cả những dòng máy của công ty trách nhiệm hạn Bình Minh. Và giờ thì xin mời phòng online gửi câu hỏi lên cho Thu Hoa. Và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tính ở Hải Phòng. Anh Tính muốn hỏi về các dòng máy ép cám viên của công ty có làm cám cho cá ăn được không? Thu Hoa xin phép được trả lời anh rằng, đối với những dòng máy ép cám viên của công ty thì phù hợp làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và cá ăn chìm. Nếu muốn phối trộn thức ăn cho cá ăn nổi thì mình phải phối trộn nguyên liệu nổi. Và giờ thì chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của anh Đặng Văn Khương. Anh Khương hỏi, khi nhận máy ép cám viên có được thử máy tại nhà hay không? Thu Hoa xin phép được trả lời anh rằng, khi mà bưu điện giao máy đến nhà thì mình được quyền kiểm tra xe motor có chậm yếu hay không. Sau đó thanh toán toàn bộ số tiền còn lại cộng với cước vận chuyển. Và nhân viên bên công ty sẽ gọi điện trực tiếp hướng dẫn cho anh cho đến khi làm ra được cám viên thì thôi. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi của chị Trần Thị Hằng. Chị Hằng có hỏi, khi mua máy ép cám viên ở bên công ty thì được cả 3 mặt sàng à? Thu Hoa xin phép được trả lời chị rằng, đi kèm với mỗi máy ép cám viên chỉ có một mặt sàng cho bà con lựa chọn, nên bà con lựa chọn mặt sàng sao cho phù hợp với vật nuôi. Ngoài ra thì công ty cũng có bán lẻ riêng mặt sàng để bà con đặt mua thêm. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi của anh Nguyễn Hoàng Phong. Anh Phong có hỏi là, ngoài máy ép cám viên S150 của công ty thì còn những dòng máy ép cám viên nào? Thu Hoa xin phép được trả lời anh rằng, ngoài dòng máy ép cám viên S150 của công ty thì còn rất là nhiều những dòng máy ép cám viên khác cho năng suất lớn hơn, sử dụng dòng điện 3 pha. Đầu tiên đó là dòng máy ép cám viên S200, cho năng suất lên đến 200 kg/h, sử dụng motor 4 kW, 100% lõi đồng của điện cơ. Thứ hai đó là dòng máy ép cám viên S220, cho năng suất lên đến 300 kg/h, sử dụng motor 5,5 kW, 100% lõi đồng của điện cơ. Thứ ba, đó là dòng máy ép cám viên S250, cho năng suất 400 kg/h, sử dụng motor 7,5 kW, 100% lõi đồng của điện cơ. Thứ tư, đó là dòng máy ép cám viên S270 của công ty, cho năng suất lên đến 500 kg/h, sử dụng motor 11 kW, 100% lõi đồng của điện cơ. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những dòng máy ép cám viên cho năng suất lớn hơn, lên đến 1 tấn/h. Tiếp theo, chúng ta đến với câu hỏi của anh Trần Trung Kiên. Anh Kiên có hỏi, vừa rồi tôi có xem một clip của công ty về dòng máy xay nghiền đa năng và máy băm chuối. Vậy thì máy xay nghiền đa năng của công ty thì có xay được cả vỏ của ốc to hay không? Và giá không motor thì là bao nhiêu? Thu Hoa xin phép được trả lời anh rằng, máy xay nghiền đa năng của công ty có thể xay được cả vỏ ốc to, cua cá ốc. Và máy thì có giá không motor là 3 triệu. Và chúng ta đến với câu hỏi của anh Nguyễn Trung. Anh Trung có hỏi là, mua máy băm chuối thì có được tặng kèm gì không? Và cấu tạo của máy thì là như thế nào? Dạ, thưa anh Trung, khi mua máy băm chuối đa năng của công ty thì sẽ được tặng kèm một dao to 2 lưỡi trị giá 200.000 đồng. Và cấu tạo của máy băm chuối thì khá là đơn giản, bao gồm một dao to 2 lưỡi được làm bằng thép có chức năng thái và 14 dao nhỏ được làm bằng inox có chức năng băm nhuyễn, giúp đảm bảo được độ bền cao. Và máy băm chuối thì có giá là 4.500.000 đồng. Vâng, vừa rồi là giải đáp của Thu Hoa về một số những thắc mắc của bà con. Nếu còn những thắc mắc khác thì bà con hãy để lại bình luận phía bên dưới, Thu Hoa sẽ giải đáp ở những clip tiếp theo. Với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, bộ phận chăm sóc khách hàng nhiệt tình chu đáo, công ty trách nhiệm hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất dành cho bà con. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con làm ăn tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo.